Mến chào cô bác anh chị cùng tất cả mọi người ạ. Cảm ơn cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh của cháu bé. Hiện tại thì cháu bé cũng đang ở bản em tủa. Tuy nhiên thì vài phút tới đây thì cháu bé sẽ đi ngay qua bên bản kế bên thì có hai căn nhà bị cháy. Hiện tại thì cháu bé cũng không biết là cái tình hình ở bên đó như thế nào các bác ơi. Thì cái vấn đề đấy thì cũng nghe bên xã hôm qua cũng gọi điện là xem là cháu cùng với lại các mạnh thường quân có thể là hỗ trợ được cái gì không. Thì trước đó cháu bé có nhận được số tiền của cô Chín thì có gửi về 100 đô. Cháu bé có mua là 8 bao gạo tổng cộng cho các hoàn cảnh gia đình nghèo ấy. Thực ra thì cháu bé cũng mua vào đây cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên là cháu bé cũng chưa lấy đi phát cho bà con được ấy. Đây là cái số quà của cô Chín ở Washington đấy. Ngay bây giờ cháu bé sẽ xin phép cô Chín ở Washington là đó là lấy đi 6 bao để phát cho hai hoàn cảnh đó, với lại một hoàn cảnh nữa là có một cái căn nhà là không biết là làm sao cũ quá bị sập rồi các bác. Thì nói chung là đây là cũng là cái số quà của cô Chín ấy, cũng dặn dò cháu bé là mang vào những cái hoàn cảnh nào khó khăn ấy, các cháu mồ côi hoặc là gì đó. Tuy nhiên thì hiện tại thì cái hoàn cảnh này thì cũng rất là khẩn cấp. Nói chung là cháy hết rồi, không còn cái gì nữa. Trong nhà thì từ ngô để cái mền mén ăn này, quần áo các thứ không còn nữa. Thì tiện thể đây thì cháu bé sẽ mang cho ba gia đình ở bên đó là 3 bao gạo, tức là hai gia đình bị cháy còn một gia đình bị sập, mỗi nhà 2 bao, là sẽ sử dụng một số tiền của cô Chín ở Washington để giúp đỡ cho ba hoàn cảnh này. Ở đây thì có 6 bao, còn ở bên nhà bên chú tủa thì cháu bé cũng gửi thêm 2 bao, là đợt trước có các sư chùa ở Hà Đông Hà Nội ấy, là có đi vào đây để phát những số giường cho bà con ở đây. Thì cháu bé có gửi theo chuyến xe đó đi vào đây, nên là cháu bé đã gửi ở trên nhà em công an viên. Ở đây thì nhà em cũng rất là khó khăn. Cháu bé đã gửi đây cũng được khoảng cũng gần một tuần rồi. Thì cái số quà này có tổng cộng là 8 bao. Thì như cô bác anh chị đã thấy thì hoàn cảnh của nhà em xạ ấy, em là công an viên ở trong thôn này cũng rất là khó khăn. Đây là cũng toàn những cái mái bồ lô các thứ hết này thôi. Đây là cũng gọi là tạm thôi bác ạ, mái bồ lô này, với lại như trong nhà cũng rất là khó khăn này. Thế nên là cháu bé cũng xin phép là đựng tặng lại một bao cho em trai. Đây là em xạ này các bác. Bác này quà hôm qua anh chờ núi lầu kia về. Ở đây các bác ạ, đây là em xạ đây. Cũng kính mong là được sự đồng ý của cô Chín Washington. Đây là hai vợ chồng trẻ. Thì trong hoàn cảnh gia đình em cũng rất là khó khăn vất vả ấy. Thì hơn nữa cháu bé cũng rất là nhờ nhiều em giúp đỡ nhiều. Cũng mong là cháu bé trao phần quà là một bao gạo cho em xạ thì sẽ được sự đồng tình của tất cả mọi người. Bởi vì cháu bé cũng gửi đây cũng một tuần rồi, cho nên là bây giờ cháu bé mới lấy đi để phát cho bà con ấy. Thế nên là cháu bé sẽ gửi tặng lại cho gia đình em xạ một bao. Em xạ ấy. Thế là anh cũng cảm ơn xạ nhé. Cái chỗ gạo này hôm nọ cũng gửi chỗ nhà em này, cũng đồng với chuyến xe em trở về hộ anh à, đúng không? Hay là chỗ tủa, hay là hai anh em đấy. Thế thì em gia đình em cứ lấy một bao ra sử dụng đi nhé. Lấy một bao xong rồi để anh còn lại anh mang đi những cái hoàn cảnh ở bên này có hai căn nhà vừa bị cháy xong. Đây là cái phần quà của cô Chín nhé. Cô Chín ở Washington ấy. Cô Chín. Cháu cảm ơn cô rất là nhiều. Cháu cũng nhà cũng khó khăn thì cháu bây giờ cháu cũng rất là cảm ơn bà rất là nhiều. Cháu xin chúc sức khỏe bà. Cháu xin chúc sức khỏe bà khỏe mạnh. rồi. Tại em cũng lần đầu nói không lấy này. Thế hai vợ chồng cứ lấy một bao ra sử dụng nhé. Thế còn lại thì anh sẽ mang cái phần quà này sang cái nhà bị cháy, không biết là hiện tại tình hình như nào. Ở Bắc Cạn ạ. Hôm nay sẽ nhờ bên chú tủa này đi với lại anh nè. Chú tủa ơi, chở được hết không em? Được 6 bao không? Xả giúp em chở hết, anh nhớ được. Xả à? Một trăm. Nếu mà được cả xả nữa thì cũng được. Nhưng mà nếu mà xả đi nữa thì chở hết đi. Chở hết 8 bao đi. 8 bao. 7 bao. 1 bao cho nhà em rồi nhỉ. Còn 7 bao.
nhá. Nếu mà được hai anh em bây giờ có làm gì không em ấy? Em không. À thế. Chẳng có. Không có việc làm nữa. Mùa này mùa không có lợi cũng không có, chẳng có việc gì làm. Nhà không. Thế hôm qua quà của các sư thầy tặng cho gia đình mình đây đúng không? Quà nào? Đây đây trường đấy. Vâng. Ừ, đây là món quà hôm qua. Lắp chưa? Bây giờ không có chỗ lắp rồi. Không có chỗ lắp à? Vâng. Là... tháo nhưng mà trong này không đủ ấy. Không đủ à? Không gian hơi hơi hẹp đúng không? Vâng, hơi hẹp. À. Vâng. Đây cũng hơi hơi hẹp thật. Vâng. Cái buồng kia không đủ à em? Buồng kia đủ nhưng mà buồng kia là buồng bà. À buồng bà bây giờ còn đây không? Còn. Vẫn còn à? Thế buồng hai vợ chồng đây đúng không? Vâng. Thế thì cũng hơi hẹp thật. Thế thì bây giờ mấy anh em mình sẽ sang bên đấy xem là vợ con ở bên đấy xem thế nào. Chú tuổi biết nhà đúng không? Dạ, thế thế. Tuy nhiên qua đấy thì mình cũng sẽ liên hệ ở bên chính quyền một chút. Thì anh em cứ đi theo em thôi, còn lại là em sẽ gọi điện bên xã thứ lên đấy để mình cùng nhau nói chuyện. Bởi vì đi cái này mình muốn xác thực mà, phải có bên xã nữa. Thì bọn em là cũng là như em xã cũng là cán bộ thôn của bác, nhưng mà lại không phụ trách bên đấy. Thế chờ hội anh. Thế thì nó cho tuổi đi. Hồi anh chờ 7 bao nhá. 7 bao qua bên đấy. Xong thì anh sang bên này lấy phần quà mà hôm qua các thầy đã gửi về đây ấy. Là có dư một chút quà của các sư thầy mang lên đây, cho nên là cháu bé cũng chuyển sang bên đó luôn. Cháu bé mời mọi người cùng theo chân mấy anh em mình của bác nhé. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. Đường này từ chỗ chú Tủa ra sang bên này nó chắc phải tầm 50-60 cây. Nhưng mà toàn đi hết tuyến đường như này thôi các bác. Hết rồi này. Bụi hết quần. Ở đây không biết là thấy bảo là giáp danh Nghiêm Tòng thì cháu bé cũng tưởng gần nhưng mà không phải. Tuyến đường này thì còn lên tít trên này nhưng mà chưa biết là nhà ở đâu. Bây giờ thì cháu bé lại tiếp tục mời mọi người lên bên trên này để xem là tình hình bà con ở trên này như nào các bác nhé. Nghe nói thì hiện tại là cũng có
các cán bộ ở trên huyện cũng như xã là vào thăm rồi. Tuy nhiên thì cháu bé cũng tiện là có món quà của cô Chín đây thì cháu bé cũng muốn là mang đến hỗ trợ cho gia đình một chút. Nói chung là đã của cải mất hết các thứ mất hết rồi thì không biết là bao nhiêu cho đủ. Tuy nhiên ấy thì cháu bé cũng mặc dù tuyến đường khó khăn này bé cũng cố gắng lên đó để phụ giúp cho các gia đình trên đấy một chút. Bây giờ mời mọi người cùng tiếp tục cháu bé lên đường nhé. Có một cái đường bẹt tí đấy ạ. Đường bẹt tí thôi, còn anh đi thì chấm chết hết rồi. Mấy người bác còn em không? Em chưa thấy, chưa thấy đâu đâu. Không thấy có ai, em còn đang sợ lạc đường bây giờ không biết đi đường nào ấy. Em không thấy có cái đồi nó đi của bạn em đây ạ. Chưa, chắc là hay là chắc đi đi. Chưa thấy đâu anh ạ, để em đi đi vào tiếp đã. Em vào đi. Vâng vâng. Có gì liên tí liên lạc lại với em nhé, sợ em lạc đường nhá. Anh còn đang ở chỗ cái nhà cháy này chờ mà. Vâng vâng. Một nơi rất là cao các bạn, không biết là ở chỗ nào rồi. Thung lũng ở đây trời ơi, đi vào. Nay đi đường bụi các thứ cũng bẩn hết người, tuy nhiên thì cũng cố gắng thôi các bác ạ. Bây giờ thì cháu bé sẽ tiếp tục cái cung đường này đi sâu vào bên trong này. Rất là sợ, tuy nhiên là cứ đi thôi. Thank you.
chưa biết nhà ở đâu. Chưa. Hả? Không biết nhà ở đâu nhỉ? Thế đợi bác gái kia, chắc là đơn bên thực hiện kia. Đâu ở đây thầy không? Thầy để rôm vào cho các bác xem một chút. Bác Ván thì đây rồi, tuy nhiên là nhà thì chưa thấy đâu các bác. Đây này. Đấy. Tôi bảo là anh bảo là tút trên cái đỉnh trên kia kìa. Tút trên đỉnh đấy. Ừ, đang cõng lên trên, tút trên cái đỉnh. Để theo dõi xem là các cô cõng đi đâu. Nó là nói chung là cái tuyến đường thì nó xa xôi vất vả chút, tuy nhiên là phần quà của các cô là cháu cũng đây cũng có xe ấy mang các thứ chở vào tận đây này nhỉ. Đi. Chỗ này chắc là không được rồi Hồng ơi, phải đi bộ. Chắc đi xe được trước đây ấy, hay là đi bộ đi à? Để theo dõi xem các chú ấy, các cô ấy đi đường nào đấy. Bên này có đội xã liền hay sao các bạn? Nhưng mà cung đường này là không thể đi tiếp rồi. Xem tính như thế nào. Mấy giờ không ấy? Ui, 6, à 4 giờ qua rồi. 4 giờ qua. Ôi, tranh thủ lên nhanh xong rồi chút còn à. Không biết đường ra đấy. Được. Thôi cho bé sẽ lại tiếp tục lên đấy các bạn. Có số anh ruột rồi gì? Có rồi, có rồi. Đấy, em phải quay cái cảnh tránh cái này đấy, đúng rồi. Khó khăn đúng không? Đường lên. Gọi xạ quay lại được không? Gọi là chỗ bụi
cưới mà bây giờ cứ đi làm nhà. Đi theo đội vác ván này. Thế là giờ là đi bộ lên kìa. Đi bộ. Đi bộ thôi. Chị thở không ra rồi. Nhà cháy là anh ơi. Hả? Nhà cháy là nhà anh à, nhà anh bị cháy à? À, à thế về về. Anh nhầm. Bố nhà của bố, nhà của bố. À. Nhà hai bố con anh à? Ừ, hai bố con chứ. Vâng. À, anh biết nói tiếng phổ thông không? Có à? Hiểu. Vẫn không? Hiểu à? Chưa. Nó không biết. Có hiểu biết ít thôi chứ vừa nghe cũng nghe bảo vệ thấy. À, bố mẹ mẹ chứ bố. Bố bên lỗ mẹ cũng ní nè. Đi hai ba câu. À hai ba câu rồi. À đấy. Thế là mình bị hôm qua mới bị cháy hay là hôm nào? Không biết đâu. Tuổi dịch đi. Nằm mô. Nằm mô. Hôm qua mới bị cháy à? Hôm qua đi làm xong đi làm. Thế là bị làm sao cháy cô biết không? Cô ở nhà nó bị đốt. Cô con ở nhà đốt đấy? À, nhỉ. Chắc là con nhỏ con nghịch nhỏ, cái gì? Con nhỏ. Thế cháy rụi hết rồi, không còn gì anh? Không còn gì hết. Lúc nãy nó bảo em à? Lúc nãy bảo thừa rồi. Quần áo cũng không có. Không có, chết hết rồi. Vợ của nó bị tay đấy này. À, tay bỏng này à? Ừ. Hôm qua đây là vợ anh à? Ừ, anh. Bỏng cái tay này có bị nặng không xem nào? Để em xem tay một cái. Để bỏng cái tay này của bác, nước vàng chảy ra. Dạ, các con có bị làm sao không? Các con bị làm sao? Mà sao mà? Tôi nhớ chỉ mà không bị. Con thì mà. Các con không việc gì à? Đi chân quả áo kia nhưng mà trong một đường thì bị bỏng. À. Thế anh ơi, anh không có miếng đất nào ở bên dưới thấp à? À muốn mua tên à kia? Đã chỉ mua này. Là chỉ mua tre à chỉ mua tên này. Té chỉ một té còn mình nhớ hao mì chỉ mua té mua thay nước quan trọng ok có mình chỉ mua uống nước cũ ta chỉ mua phát chỉ ta táo mua ông thay nước quan trọng nhất là cho cây là bao chứ ta tận thoát gì nè nhưng gì mà nó té sầu nó té sầu à té sầu cái này nhìn bao giờ cái u là đi u thay cái này cả ngô chạy hết luôn. Bây giờ thì không có cơm ăn nữa. Không có cơm ăn à? Tôi để cứ trước mắt thì cứ hôm nay vào thì cũng có lấy cái phần quà của chỗ các thầy chùa ở từ ngoài Hà Đông Hà Nội các bác. Trước là cũng vào là có thấy bảo là có hai gia đình hai bố con luôn à? Hai bố con luôn. Thế là cháy hết rồi, bây giờ lấy cái phần quà này cho anh ấy mang về để tối nay còn có cái đài đắp. Hôm nay là có đội huyện vào là ấy à? Đây này, các anh em bây giờ đang lên này. Chú Tuổi xem hỗ trợ lên cái dốc này một chút. Hôm nay quả thực là một ngày rất là ấy cô bác ạ. Nói chung là gia đình hai Tuổi kia là bố anh đấy luôn à phải không? À để đây là hai bố con này các bác ạ. À, cái hoàn cảnh này thì chắc là tận cùng của cái tỉnh này các cô bác ạ. Trở về thì sợ thật, đi cả mấy cây số mà không có một cái bóng nhà, mà tuy nhiên đi vào trong này lại thấy có hai cái hộ gia đình lại bị cháy. Đấy. Đấy lên tít trên này nhé cô bác nhé. Ở đây trên này còn bác ván các thứ ở trên này.
Đây có lẽ là cái đoàn của cháu bé cũng như là thay mặt Mạnh Thường Quân là lên đây là những cái chuyến gạo đầu tiên đấy cô bác ạ. Bởi vì hiện tại là gia đình là không còn cái gì ăn nữa rồi. Đây thì từ bản chú tuổi sang đây chắc phải 5-60 cây số quá. Bởi vì đi toàn những cái tuyến đường như thế này cũng chả biết là đến hay không cô bác ạ. Tuy nhiên là cháu bé cũng không biết là không tưởng tượng được cái tuyến đường. Bây giờ phải chia gạo ra để vác lên, không thì không xe không lên được đâu. Không xe xe không lên được rồi. Thôi anh đi bộ lên đường tắt này lên thôi. Mỗi người một ít lên, bây giờ làm nào được, xe thì không lên được. Cô hát là bụi các bạn ạ. Toàn đường đất. Hôm nay cũng rất là may có chú em tủa này, với lại có chồng em Lía, với lại cả em công an viên bên thôn của em Lía. Không thì cho bé một mình không thể nào mà lấy những phần quà này đến cho gia đình được. Thế là gia đình là mà hôm nay từ sáng giờ có đội nào đến để tặng quà tặng gì chưa, gạo tặng gì chưa? Đây hỏi anh đây này. Có chưa, có ai tặng người? À cũng là được một chút gạo với cá rồi đúng không? À thế thì mình lên này thì cũng gọi là bây giờ là mất hết sạch rồi, không biết là ăn uống cái gì rồi. Bây giờ là có không biết bao nhiêu đủ được các bạn. Thế là ít nữa là mấy anh em mình cùng nhau về xong mình hội nhau đẩy xe lên những cái dốc đấy nhỉ. Không nghĩ. Mấy anh em mình cùng nhau về cùng chung một đường luôn mà đúng không? Thế thì có 3-4 anh em mình thì làm nào được, phải hội nhau thôi. Có xe anh em nào gần hết xăng chưa? Hả? Còn ít ít à? Thế này thì không có chỗ, không đến được chỗ đổ xăng thì thôi kệ. Ít nữa là vẫn phải ấy rồi, ít nữa là kiểu gì cũng phải hỗ trợ tiền xăng anh em rồi. Đi mấy chục cây số này anh cũng phải dắt xe đi lên. Ừ, cũng phải là chạy xe lên đấy. Thế là hai bảo bố về, em về luôn chứ, em trai về luôn chứ, hay là cũng về nhà luôn. Tí nữa mình phải bố không? Không phải à? Ở nhà có cái chăn nào chưa? Bây giờ ở hiện tại. Hả?
thì không có ship bao nhiêu. Có ship thì em vào để chị nhà rồi. Em bé chưa khóa xe đâu. À, chưa khóa xe. Đó. Đi bộ lên được, xong để anh để cái mình đi không đi được. Đi quen không anh? Đi được. Xe anh hôm qua ở nhà có bị cháy không? Ô chết rồi. Cháy không hết à? Cháy bị cháy hết rồi. Xe bị cháy à? Ui giời nhỉ. Về nói để đi à, đấy là cứu con bò ấy đúng không? Rồi rồi rồi. Đấy, con bò ạ. Xe mình thì hơi yếu rồi. Đúng, xe anh yếu mà. Ui. Rồi cứ đi em khoác nữa ấy. Bên kia quá ạ. Bây giờ phải vào đi vòng đường này. Ui, cháu bé đi tắt đơn đường này các bạn. Đi theo đường xe máy xa quá. Đây. Cũng may mắn ở đây có nước ấy các bạn. Ủa Hồng ơi, đi đường này này. Xem anh đi đường nào. Anh có biết tiếng đâu mà bảo. Từ thôi, chào mẹ mày.
tình kia kia nhá. Kìa, đi vào lên. Vào lên kìa. Kìa, chỗ bụi bụi tre trên kia. Bác con bác vào đến trên kia rồi. Đợi anh vác gạo đến đây rồi này. Hay em quay lại đón cho bé về vợ. Có phao, có phao. Đây của bác. Quan trọng là bây giờ là trời tối rồi này, không biết là đêm nay à cháu bé với lại hai vợ chồng về kiểu gì. Vào đâu anh à? Đâu anh nhá. Đến trên kia, đến trên kia. Đi được không? Đến trên kia hắn ngồi. Em chào anh ạ. Rồi rồi cháu chú. Ui giời ơi. Anh ơi tí còn đường nào về khác không? Tí à, đi đường trên này về. À thế. Nhưng mà anh ạ, dạ. Vâng, em chào anh ạ. Dạ. À. Đây là lúc nãy em anh gọi cho em à. À vâng vâng. Vâng. Anh Thọ. Vâng. Chị bạn đấy có 6 người à? Có 6 muốn mắc hay muốn rông đua rồi. Rông đua rồi. Thế các sếp ở ngoài kia là về hết rồi à? Đúng không? Nấy đoàn hôm nay bọn em gặp. À vâng. Bí thư huyện này cả các sếp ở ngoài huyện. Vâng vâng. Thế chú là cũng làm cái gì trên xã thế? Đây ạ. Vâng. Đây là trưởng thôn. À trưởng thôn à. À. Còn đây bí thư thị. À. Đồng chí mặc áo công an kìa, công an viên. À công an viên thôn ạ. Vâng. Đây nhà cháy, hai nhà cháy ở trong này. Vâng vâng. Đi tham quan một chút đã nhỉ. Đấy. Giờ cả chuồng bò cháy hết rồi. Chuồng bò trước là ở khu nào ấy? Cũng ở đây này, hai nhà ở. Ui giời ơi, tan hoang hết rồi nhỉ. Cả nhà trên nhà dưới à anh? Một nhà trên này, một nhà dưới kia. Hai nhà. Hai nhà. Ui xe máy này. Xe máy đi hết.
chết chết nhỉ. Đây còn gì nữa? Lương thực các kiểu là cháy hết. Cháy hoàn toàn luôn. Cháy hoàn toàn. Không sót lại cái gì đúng không? Chắc là lúc phát hiện ra là không muộn. Không ai ở nhà, vâng. Có hai đứa trẻ con ở nhà thôi. Vâng. Đấy. Không ai ở nhà. Bố mẹ đi làm. Thế là cháy bên nhà bên trên trước hay là cháy bên cháy dưới? Nhà bên trên trước nhỉ, thôi nhỉ. Thôi. Đây đây, đi vào đây nói chuyện một chút này. Đây à, đây là nhà của O Lu Chê rồi. Hướng này U Lu Chê hả? Ờ. À. Mà Su à cô nhiên mà cô nhiên hầu O Lu cô U Lu vấn đề à? Cháy nhà này trước. Cháy nhà này trước. Cô U Lu có ni tích kín đặt nên là một hông to. À. Nhà này là của đồng chí này. Vâng vâng. Thế là nhà dưới là nhà ông nội à? Nhà ông nội. Nhà bố. Cái chuồng bò hôm nay để kia. Chuồng bò kia. Chó mà ra dự đấy. Kia. Hai cái. Phần một cái kia xong rồi đem một cái đây. Hai cái chuồng bò. Vâng. Nhà dưới kia cũng tan hoang hết rồi nhỉ. Cháy hết. Đúng. Không ai cả hai nhà không ai ở đấy. Không ai ở nhà này cũng là. Mới trẻ con ở nhà thôi. Cột kiếc là không thu lại được cái gì nhỉ? Cột là đấy kia cháy hết rồi đấy. Đây mấy cái cột này mấy cái cột chuồng bò. Ngô cháy hết. Chả còn gì. Nhà em trai là có mấy để sinh được mấy cái cháu. Cháu rồi. Ở trên một hàn vào tù này. Ông trai á, ông trai chín tuổi rồi. Năm người. Năm người con. Ông nhà chị thế à, bé tuổi mấy nhỉ? Ờ. Hai vợ chồng với lại ba đứa con. Hai vợ chồng ba đứa con. Thế nhà ông ở dưới là hiện nay có mấy người ở? Già cũng một hàn vào tù. Nhà chín tuổi thế. Nhà ông có năm người, cũng năm người. Giờ thế à, từ đấy. Giờ thì tú thôi, chỉ mới phân nghiệp thôi. Mà cháu tù cư thế nào? Chú ở plot và bé tù cư thế à. Giờ thế mà cháu tù. Giờ plot tù thế chú tù nhận thành mê xin. Ờ. Còn là nhà ông dưới kia thì có ông với lại bốn đứa cháu thôi. Bà chết rồi, bà mất rồi. Bà mất. Ừ, ông với lại bốn đứa con em của này à. Thế còn hai vợ chồng em này đâu? Vợ ở con điền. Hả? Ở con điền. Con điền nhất tổ. Vợ em này thì đang ở. À. Nhà dưới kia thì nhà dưới kia là còn mỗi ông bố với lại bốn đứa con. Bốn đứa con. Mẹ thì chết từ con nghiệp ông ăn đồ sống à? Tao bé xấu. Mẹ mất từ 3 năm. Mẹ mất từ 3 năm. Thế là nhà này là nhà anh trai này. Nhà em này. Em tên gì? Em tên gì? Ok á chị. Về Mỹ Tho. Về Mỹ Tho. Mỹ Tho. Nhà còn em trai này nữa, ở với em trai này không? Em trai này biết rõ tụi tư rồi. Nhỏ cùng tụi chi rồi. Nhỏ cùng tụi chi hả? Đang ở cùng bố, em trai này đang ở cùng bố. Ở lại nhà ba đứa em nữa. À. Là 5 người. Ôi nhỉ. Đây lại có cái sự việc đáng tiếc này. Cái này chả cháy lớn lắm chứ nhỉ. Cái này. Cả cây chuối khô hết. Cây chuối khô ấy hết này các bạn. Cái nhà trên may còn dỡ kịp ấy, dỡ cái trái kịp ấy, nếu không là còn cháy phải cái nhà. Bốc thật đấy anh ạ. Đúng là mình nhiều khi các cháu nhỏ không biết ấy. May các cháu chạy ra biết chạy ra đấy không nhỉ. Nhà chắc là nhà danh hay nhà gỗ à? Nhà là lúc này trên kênh không? Trên kênh. Nhà này thì nhà danh. À. Còn nhà dưới kia thì dứa là lập lô nhưng mà hai cái trái ấy lại lập danh. À thế. Ê, thế nào nó ấy ghê gớm như thế. Thôi bây giờ xuống nhà dưới xong thì tìm hiểu một chút nhỉ. Xong thì trao cái phần quà. Anh ấy xuống đây xong thì tiện lấy mấy bao gạo này luôn nhé. Lấy gạo xuống hết chưa? Nó lấy xuống hết rồi tí. À. Con lợn này là cũng sổng ra được. Sổng ra được à? Gọi là đây là con lợn nhà ông hay là nhà em trên này ạ? À? Nhà ông bố. Lợn của nhà ông bố. À. Cháy giòn tan hết, không còn gì cả. Cháy này cái polo cũng nứt hết đấy nhỉ anh nhỉ? Vỡ hết mà. Vâng. Nó nổ ấy. Cái polo này là polo của chuồng bò dưới này. Chuồng bò dưới này nó không cháy đến. À.
Cái này là xã hôm nay vừa xã với huyện hôm nay vừa làm tạm cái này cho thôi đúng không? À cái này à, là... chiều hôm qua là xã xuống làm cho rồi. À. Ừ. Chiều hôm qua là lúc mình ở trong chỗ đoàn từ thiện ra là ra đây là xã đi xuống cũng xây dựng tạm cái lều vâng. Ngủ tạm. Vâng vâng. Tức là chính ra là hai nhà này hiện tại là có bao nhiêu khẩu nhỉ anh nhỉ? Tổng là 10 khẩu. Tổng 10 khẩu. Nhà dưới này 5 khẩu, nhà trên 5 khẩu. Vâng. Thôi mình vào nhà tâm sự với các cô một chút. Ở này Ngô Hiếc. Còn gì nữa? Chào các cô, các chị nhá. Bà. À, cái này chắc là huyện vừa lấy vào được mấy bao đúng không? Cái này là của huyện với lại của xá là cho tạm 4 bao to ăn tạm vâng, vâng. 1-2 ngày trước. Hôm nay em lấy vào 7 bao. 7 bao. 7 bao đâu nhỉ? 1, 4, 6 bao rồi. Còn 1 bao chắc vẫn ở ngoài à? Cởi chăn màn đây nhá. Vào đường đây diện gia đình ra đây em hỏi một chút. Ó dầu. Thế thì cứ nói với gia đình ấy là đây là có gồm là 7 bao gạo với lại số 7 bao gạo này trước nhá là của cô Chín ở Washington ấy là có gửi cho kênh của em là số tiền là 100 đô thì đi những hoàn cảnh nào khó khăn ấy thì là cô sẽ nhờ em lấy những phần quà này đến những hoàn cảnh đó. Thì hôm nay thực sự là cái gia đình thì mọi người cũng thấy rồi, cháy hết bây giờ là cũng ở tạm trong cái bạt như này, trong cái túp lều nhỏ này thì để qua ngày thôi. Thì đây thì hôm nay cũng mua được vào tổng là 8 bao đấy, nhưng mà tuy nhiên thì có em xả cán bộ ấy kia để cũng giữ em cũng tặng em ấy 1 bao hoặc là em nhờ em ấy trở về hộ các thứ ấy. Đấy thì cũng gọi là lấy vào đây tổng là 7 bao gạo là của cô Chín ở Washington. Còn cái số chăn này một số nhu yếu phẩm nữa đâu nhỉ? Bên kia hết à? Ba cái chăn này là để cho gia đình sử dụng trước, gọi là trước mắt là như vậy đã. Đây là món quà của các thầy chùa Hà Đông Hà Nội hôm qua ấy, anh Táo ơi hôm qua có dư lại ấy. Cả những cái nhu yếu phẩm này, mắm muối mì chính các thứ này. Hai cân cá khô. Có nhiều lắm, có mấy túi ở trong này mà. Hai gia đình hiện tại là ở chung đây phải không? Hai gia đình là ở chung. Đấy. Có mắm muối mì chính này, cả cái này cứ bóc ra xong thì lấy về xào lại là ăn thôi nhá. Cái cho nghĩ là cho nhá. Nghĩ là cho mà nê. Nê sốt cà chua. Lấy cái chan cơm với thứ bình thường thôi. Trên cà tê lò mà nó tẩu. Cái này là chín rồi, có thể là nếu mà mình muốn hâm nóng lại thì có ăn có thể là ăn được cho nó ngon. Có gia vị rất là trong này muối với muối này. Thế là cái đồ của hôm qua mà đoàn đã ấy dư lại các bạn. Vâng. Cua này. Cái này cũng có hai cá khô với lại đồ ấy ở trong này. Thịt khô này, súp này, đấy, bả này. Trong này có quần áo ở trong này. Tì so mà nhóc không đi nhá. Có cả quần áo. Có bây giờ quần áo của gia đình là cháy hết sạch rồi à? Quần áo chắc cũng cháy hết sạch đây. Ngô còn cháy một, thì... Một số chân đây còn... Kéo là hôm qua xá vừa mang vào mấy cái chân mới kia. À, thế. Đây là cái này có... Tất tiếc nhưng mà tạm là mấy hôm lạnh sắp tới này lạnh lắm đấy. Nói chung hôm qua còn dư sót lại là cũng lấy được phần nửa nhiều. Áo len, so. Vâng. Toàn bộ ở trong này hết anh ở lúc nào đấy? Đây gia đình cứ sử dụng tạm như vậy. Đây đây tả nhá. Đây là xà bó su nhá. Xà bó su có thể cầu bó. Mình đi con. 8 bao. 7 bao anh ạ. 7 bao. Ở kia là có 6 bao đúng không? Ở đây là 1 bao này đúng không? Trong này 1 bao đấy. Vải cu. Nó vải cu mà nà ư thông cỏ bú à tù chi men đi mà nử tâu mà nử mua cua cua này tù ni pa rùa lò. Xà bó su này.
bế đại bà này thế là cho u này này hết chế khô u này người là ta vừa kể nó vào rồi của cô à cô chín ở Washington nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Anh cũng vừa nói với à, vâng. Nó phải cô ấy mua ít tủ niệm ấy được xa chia lò được xa chia lò cũng à cô tủ cơ này tủ cơ này thế rồi lò cái phá tủ ờ vâng à, thưa cô bác anh chị à, sau đây thì cháu bé cũng sai xin xin phép là được trích quỹ của bà Trần Đào Quyên ra 1 triệu đồng dành cho mỗi hộ là 500.000 đồng và thứ hai ấy, là có thêm có chị giấu tên ở Đức Trọng Lâm Đồng thì ngày hôm qua cháu bé cũng vừa mới nhận được thôi, số tiền là 1 triệu đồng. Chị có nói là đến những hoàn cảnh nào khó khăn thì có thể là sử dụng số tiền này, thì hôm nay cháu bé cũng em bé cũng xin phép và sử dụng số tiền của chị giấu tên ở Đức Trọng Lâm Đồng là 1 triệu đồng và của bà Trần Đầu Quyên ở London bên nước Anh ấy. Hôm nay thì cháu bé sẽ trao cái phần quà này, sẽ nhờ anh phụ trách thôn đâu. Đây là nhà, đây là ông sao rồi, đây là bố à? Ừ. À đây là hai bố con nhưng mà là hai ở riêng nhà, ra rồi. Vâng, hai nhà ở riêng. Em cháu gửi tạm trú. Tại mua những đồ dùng mà là cái trước mắt thôi, trong mắt thiếu thốn cái gì thì gia đình cứ đi mua đấy. Bởi vì là bây giờ các cháu nhỏ còn rất là đông. Dạ. Vâng ạ. Thôi giờ cứ các gia đình hai gia đình là cũng cứ từ từ vượt qua thôi. Bây giờ là nó cũng cấp bách như thế này rồi. Bây giờ là trong này là đại gia đình mình hết à, đúng không? Đây này đây đâu đi đông cái này mà. Đây à, một số chị em là lúc lấy hộ quân bán lên đây. Rồi. Thế là cứ giữ số tiền này để xem là thiếu gạo là thiếu đồ ăn thì trước mắt là cứ biết như thế đó nhá. Để cho gọi là đấy đó. Con đi mà mua ít tù nhỉ so pê hu ở chân tao quên. Đấy. Được ba mấy ít tù chip bùa là mà mua ít tù nhỉ so thế chỉ bóc pê mà nho à Lâm Đồng. Chị giấu tên ở Lâm Đồng. Nho Lâm Đồng. Đấy, được ba ít tù chip bùa thế mà lợi ót của mà lợi là ba nê ít tù chê ít trò. Đấy. Chờ cú nê à dùa un đi lò nó còn tê. Đấy. Chua danh dùa thì so. Đấy, thì ác thì mua mà dùa lò con tê. Rồi mà số sách lý giả mà lợi ba mà cho các tù ni mà cho các tua. Mà nên hãy lù so sánh này. Ừ. Chị nạ. Nên hãy lù trò nè. Ờ. Dạ. Nó cảm giác. Nó sẽ đòi tao cô. Chỗ nhẹ sẽ đòi. Chỗ nhẹ. Ba ý tù. So sánh. Ba. Ba. Ý tù ba có ngay cho. Nè. Bây giờ thì. Nó tên niệm nè. Chị tỉ ớ. Có thể cho chỗ nhẹ sẽ đòi ba. Ba ý tù ba ý tỉ nhờ má. Ba có mẹ chị tỉnh cho. Nè. Nó niệm mẹ sẽ đòi. Hai bố con cũng cảm ơn các cô các chị cũng đã giúp đỡ những phần quà để tạm thời là vượt qua những cái khó khăn trước mắt, thì hai bố con cũng rất là cảm ơn. Yeah. Hai bố con vừa là lời cảm ơn cũng của hai bố con. Chú tên gì ạ? Vư xính và còn em là vư mỹ thọ nhỉ? Chú và với lại em Thò là cũng vừa gửi lời cảm ơn đến các cô bác anh chị Mạnh Thường Quân. Như là vừa cô bác anh chị vừa thấy là nhà cửa thì bây giờ cũng không còn gì nữa. Hai gia đình bây giờ không biết là vớt vát được chút lại chút quần áo nào không? Chắc là không còn. Tì so tô của giàu cũ nhét à? Không được đủ rồi. Chua chết nào nữa. Không vớt vát được. Còn đúng bộ trên người thôi. Thôi thì cố gắng thôi. Chú nhé, chú vào với lại cả em nữa, cố gắng nhé. Vâng, thì sau video này chia sẻ lên thì cháu bé cũng vâng thôi cố gắng nhé. Xin chào nhé, xin chào nhé. Sau video này thì cháu bé cũng mong muốn là được các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước có thể là hỗ trợ thêm cho gia đình một chút gì đó. Hiện tại thì nhà cửa cháu bé cũng chưa dám nhắc đến, trước mắt là từ giờ đến cái mùa giáp hạt, mùa chuẩn bị cấy ngô là mấy tháng đấy anh? Bây giờ phải đến là tháng 7, tháng 8 mới cho thu hoạch. Bây giờ là ăn Tết xong là tháng 2, tháng 3 mới bắt đầu vào mùa mới bắt đầu cày. Dạ. Thì tháng 4, tháng 5 thì mới trồng, thì ít nhất phải tháng 7, tháng 8 mới cho thu hoạch hàng năm. Vâng. Thế là 10 khẩu. 10 khẩu. 2 hộ 10 khẩu. Vâng. Thế thì hết chỗ nói, không biết là gia đình là
cái này sẽ sử dụng như nào. Thôi bây giờ cũng như thế, anh hai bố con cứ cất tiền đi nhá, để dành để sử dụng cho gia đình nhá. Ta xem qua một lần nữa để cho cô chú anh chị là hiểu hơn. Đây là cũng một chút đây, cam nước thì cũng còn vẫn còn ấy à, vẫn còn cháy à. Ui rồi nhỉ, từ hôm qua đến giờ vẫn còn cháy. Than đấy. Thì hôm nay có mấy anh em này cũng lên đây ấy, các bác. Thì cháu bé cũng nói chung là không, cháu bé là tưởng ở gần thì nhờ các anh em là cũng chờ đến. Tuy nhiên ấy thì quãng đường cô bác như anh chị thấy cháu bé chia sẻ ở video ấy thì rất là khó khăn vất vả. Cho nên là cháu bé cũng quyết định là xin trích một chút tiền quỹ của bà Trần Đầu Quyên nữa để gửi cho ba anh em trai ở đây để về để đi đổ xăng. Chú là trưởng thôn đây nhỉ? Vâng, anh trưởng thôn. Dạ, vâng. Thế là tên gì? Chá Tủa. À, chú Chá Tủa. Là nhìn cũng không còn cái gì nhỉ? Không có cái gì, vâng, cháy hết gì. Rồi, cả bao ngô rồi, cả vay lửa cái thứ cháy hết rồi. Vâng. Thế ở đây là cái xung quanh này là có bao nhiêu hộ đây chú? Xung quanh khu này đây. Đó. Vâng. Khu này này 8 hộ nhỉ? 8 hộ. Gì chơi nhỉ? Nó chua chè, nhiều đi chua chè. Ồ, thế chua rồi. Chí khẩu thì và có hai nhà anh này vẫn đang vừa tái chưa có khẩu trong sổ khẩu nhà mới. À vâng vâng. Nhưng mà tính ra hết là có chí khẩu. Thì chín hộ. Chín hộ, chí nhà đây. Dạ. Rồi mua cho trẻ. Thế hai hộ này gia đình trước khi cháy thì có khó khăn lắm không? À, hai bố con nhà anh, nhà chú gì, chú Vả nhỉ? À, Sinh Vả với lại Thỏ. Thỏ. À. Để trước khi tách ra là chắc là cũng khó khăn, như trên cao này nhìn ấy này là chắc là có lẽ không phải hỏi là khả năng là cũng ấy rồi. Em Hồng ơi, trích ra 300.000 để cho hai ba anh em tí về đổ xăng được không? Không thì tí xe về hết xăng đấy. Nãy mấy anh em chở anh bảo từ chỗ nhà ấy kia, bắt đầu từ chỗ nhà Tủa này lấy gạo từ nhà Tủa này lên đây. Hôm em mua sẵn vào đấy rồi. 40 cây số không anh? Em nghĩ là đi từ đấy. Chắc tầm khoảng 40 cây. 40 cây. Nhưng mà cái quãng đường nó không phải đơn giản. Vâng. Ui, từ dưới kia lên anh đi còn ngã 2-3 phát này. Ừ. Cũng may là em chưa ngã đấy nhờ, tuy nhiên là gọi là gửi đến này là cũng chưa, gọi là chưa ăn gì đâu đấy. Này, anh gửi mấy hai ba anh em mình mỗi người 100 cầm về tí lúc đổ xăng nhá. Quãng đường cái này còn nói chung là 300 mỗi người 100 là quá ít đấy, chẳng qua là thôi thì cái tiền này để mình sử dụng vào những cái mục đích người nghèo. Rồi rồi. Cảm ơn em nhiều nhá. Cảm ơn Tuổi nhá. Cảm ơn bà nhá. Rồi rồi, anh mấy anh em rất là chịu khó. Thôi cái này thì cũng không phải, cái này là cũng không phải là công cán gì đâu. Nói chung là mình cứ đi cùng nhau, anh em mình cùng nhau hỗ trợ cho thêm những bà con những mảnh đời bất hạnh như thế này thì làm sao mà vượt qua được một chút thôi. Nói chung là mấy anh em mình cùng nhau cố gắng. Hai nhà này có nhà của ông sân bà này mới là vợ Vích Chia rồi. Vợ Vích Chia rồi, hai nam. Vợ Vích Chia đấy. Nhà đất cháy thế. Hai nhà này bính nhiều to quá, bính phả quá. À. Nhà bên dưới đấy à chú? Nhà hai bố con mà. À. Nhà này nhà con, nhà bố ở nhà bên kia này. Vâng vâng. Đấy, thì nhà bố là vợ chết rồi. Vợ chết rồi, vợ chết vợ bên chú ở bên dưới này. À. Con này tuổi đó xuống rồi. Nhà nhà chú trưởng thôn là ở đâu, ở tít ngoài đấy? Tít bên kia khu. Tít bên kia cơ chú à. Nhìn thấy khâu vai luôn. Có nhìn thấy khâu vai ấy. Chỗ suối đi lên đấy. Sợ nhỉ, bây giờ là cái tuyến đường này. Bây giờ anh ơi, tí mình đi về đường nào? Mình về đường này. Bây giờ nhà đường đâu ấy? Đi ra thôn Bó Ngần.
Có đường xuống không? Có. Anh cũng chưa đi lần nào. Em sợ quay lại đường lúc nãy. Một tí không ăn bia này đưa đi. Chỉ đưa cho mình đi. Vâng. Không có một đường đâu mà đi thẳng luôn. À, đi thẳng. Thẳng. Luôn nhà đường có đi khó như dưới này không anh? Cũng khó. Giống như thế đấy. Không. Giống như thế nhưng mà là à. Đường nó okay. Bàm tí. Okay. Vâng vâng. Nó không lên dốc. Mù mà chặn thong ạ. À thật ra xếp lúc mà lên đường tố đó. Đây xe máy này các bác. Đây còn gì nữa? Vỡ cái gì còn cái này còn chảy ra hết đây này. Không biết là cái gì. Gương xe. Không phải. Cái này cái gì? Gương xe đây. Đường này tốt thì đi khó đấy. Vâng, đường nào cũng khó chú ạ. Cháu lên đây. Đường giấy này vẫn khó, đường này vẫn khó một tí, đường này khó là tính 4 cây số là 3 cây số. Thì mới đến đường giấy. À. Mới đến được bê tông à? Vâng. 3 cây số. Có đoạn nào có đoạn bê tông đâu? Không, đi đường bên này có. À. Lần sau mình lên đây mình có thể đi đường bên này được không? Đi được. À. Thế đầu tiên mình không biết nhà ở đây thôi nhỉ? Nếu đầu tiên mình biết mình đi được. Biết nhưng mà mấy đồng chí này cũng chưa được đi lần nào. À. Lần sau mà vào thì mình đi đường có ngần về. Có tí mà em bỏ đây bỏ lại đây. Có thể một cái tao tuần tao một cái ốc bóng. Sau sau đi. Sau khi chơi đi lòng tao hết tao chán lòng muốn ạ. Lẻ chết tao hết cái chạy lòng muốn ạ. Ôi mà mua có mà. Thôi thì video của cháu bé đến đây cũng kết thúc rồi cô bác ạ. Cháu bé cũng rất là được mong muốn các cô bác anh chị ở tất cả các mọi miền trên tổ quốc có thể là hỗ trợ cho gia đình hai bố con anh một chút. Bởi vì là cái tình cảnh hiện tại là đang rất là khó khăn khổ sở. Bởi vì cái căn nhà là cũng còn nữa rồi. Đấy. Bây giờ căn nhà là chỉ được mọi người dựng tạm như thế này thôi cô bác ạ. Cháy hết rồi, không còn gì. Cho nên là cũng khó khăn, rất là khó khăn vất vả. Cháu bé được cũng mong muốn là được các cô bác anh chị mạnh thường quân ủng hộ để cho gia đình cái trước mắt là cái ăn uống này. Bởi vì thời gian còn lại của gia đình còn rất là lâu. Hôm nay thì cháu bé cũng rất là vất vả mới có thể lên được cái tuyến đường nhà hai mấy bố con đấy ạ. Thì cháu bé cũng chia sẻ đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo ạ. Mm-hmm.